có đẹp gì đâu, chụp chạy không chụp mà tôi đang thâu. Trời đất ơi, đang thâu. Hello Minnesota. Minnesota hiện tại không có nắng đẹp ha, sắp sửa tan sứ viên rồi đó. Ây da, ây da, ơ có người khác. Chào Minnesota, cả nhà Minnesota ở trên đó đang lạnh lẽo nha. Tôi đây mới ngủ dậy, thức dậy, người tắm rửa xong và ra ngoài thăm tàu của tôi nè. Mau lên, thả đó, thả đó cho chồng đi thăm tàu đấy rồi. Nè, con tàu của anh đây nè, cởi. Cái này con tàu hả? Cái này con tàu đấy hả? Cởi, cởi tàu. Ok, đó. Phòng, một bãi trên trường. Con gái đang nằm nằm coi phim. Bật volume to lên con. Đây là. Đây, phòng này. Mẹ này của tôi, ấy giường của tôi. Con gái và vợ nằm bên đó. Và đây các bạn ơi, tàu của tôi nè. Cái này chắc nó có 2000 chiếc tàu. Ồ, khóa rồi. Thấy không? Đó, tối hôm qua chơi fire pit ngoài đây. Đó 4 cái fire pit. 3 4. Người ta đi đây là Konakai Resort, ok. Mình đang ở trên lầu 2. Rất là đẹp các bạn. Konakai, ok. Và đây dĩ nhiên giờ Minnesota tôi đang thấy tuyết lạnh lẽo, nhưng mà tôi trốn từ bỏ Minnesota về San Diego. This is San Diego, California. Cái này gọi là Shelter Island, có cái island, ok. Ra cái island này tôi mướn hotel ở từ ngày chủ nhật 24 đến ngày 28 Thanksgiving thì bay về Minnesota lạnh lẽo. Trời ơi, đúng là ngu, chắc phải tìm cách ở đây luôn quá. Nhưng con gái tôi nói là không cho đây tại vì nó nhớ bạn nó ở Minnesota. Kìa, có một anh chàng kia, thưa các bạn, đó họ ngồi họ đọc sách kìa, thấy không? Đó, ngồi trên launching cái cabana như vậy đọc sách. Có một anh chàng thôi. Đây các bạn, tàu của tôi đó. Ước gì vớ một con tàu này chạy ra ngoài biển ha. Hết sậy thế đó. Ngầu quá đi. Đúng là dân này different class of people, different society. Very rich people, right? Mình dân nằm neo thôi, không phải rich, không thể nào rich được. Mình chỉ là sống qua ngày và dư dả chút xíu, ok. Nhưng hồi xưa mẹ tôi nói là số phận mình nghèo thì vẫn nghèo thôi, ok. Nhưng mà sự thật nói tôi không nghèo lắm, nhưng mà sống đủ qua năm số tháng đó. Các bạn thấy không? Sáng sớm ra mà ở trần, xin lỗi nha, cái này không để cho là mấy cô ngắm mà mấy ông, được không? Bụng 52 tuổi rồi nè. 52 tuổi rồi. Mới 52 tuổi ngày 17 tháng 11 năm 2019. Ok, bây giờ ngày 24, 25, hôm nay 26 rồi. Đó, chưa được 10 ngày, mới được 9 ngày à. 17, 52 tuổi và 9 ngày. Đó. Oh my god, đằng kia nó zoom không tới đâu, nhưng mà hồ thì đã có đầy người đó. Cái này cái hồ nè, ok. Đó, hồ right there. Hồ đó. Và cái này là cái Konakai restaurant. Very, rất là sang. Tôi không muốn vô đó ăn tại vì đồ ăn nó dở lắm. Nhà hàng sang nó ỉa cho mình bãi cục nhỏ nhỏ, xong rồi nó nói nhà hàng sang mà thứ ăn tôi không có đáng giá đồng tiền. Tôi phải đi ăn sushi. Hôm qua ăn sushi, nó gọi là Seaside Sushi in San Diego, rất là ngon. Gần nhà thằng Cẩn, em trai của tôi, ăn xả láng luôn. Mà cái sushi đó sự thật mà nói hả, nó nhiều gấp 3 thức ăn ở sushi ở Minnesota. Sushi ở Minnesota, những chỗ nào mà nhiều thức ăn và ngon á, tôi ăn hết rồi, ok. Ăn hết rồi, mọi nơi, ok. Không có chỗ nào nhiều bằng chỗ này hết. Sushi của Seaside Buffet, thằng Cẩn em tôi nói, Andre nói là he has everything. My god, đến nó mới giật mình đó. Yeah, nguyên một cái vòng nhà hàng lớn cái nào là nguyên một cái vòng đó là toàn là sushi không. Nó đi vòng vậy á, giống như Mystic Lake vậy á, mà gấp 5 lần Mystic Lake á. Uh-huh. Tại dân đây nhiều Chinese quá mà. Phải không? Tôi khoe nè, không có rùng mình, không có ấy gì hết á. Hôm nay hình như là 65 đến 68 độ cho nên rất là đẹp. Trời đẹp. Nè, thưởng thức đi bà con. Ok, bây giờ 10 giờ mấy rồi đó. Tối hôm qua đi chơi với anh Cận xong 10 giờ mấy về nhà coi phim này nọ, 12 giờ ngủ đến 10 giờ mấy là cũng đúng. Ok. Tao kìa. Konakai Resort. Kính thưa các bạn, đây là Konakai Resort. Mà khổ cái với là các bạn, tôi không có thèm nói dối các bạn đâu. Tôi book cái này á chỉ có
ba người thôi, tôi, vợ và con gái tôi 18 tuổi, mà các bạn biết nhiêu không? Chỉ có 1.800 đô. Tại vì cái mùa này là mùa off season, các bạn biết không? Mùa off season tức là không ai đến đây hết, nó vắng tanh như chùa Bà Đanh đó. Và đến đây là enjoy một mình không? Beach đâu có ai sợ xài đâu không? Beach resort đâu có ai xài đâu. Chứ pool có người xài. Có 1.800 mà phòng rồi hotel này và tức là phòng đó và xe thì cái xe Nissan Rogue, ok, Nissan Rogue SUV và vé máy bay đó, ba người. Vé máy bay chính là vé máy bay economy class rồi, rất là basic, nó cho hai cái queen bed. Good morning Bella. Và bà xã bây giờ đang trong restroom. Và con này mình phải mua nước mình xài. Đây là đồ của mình để phòng hờ mà đấu đụng đến thôi. Mua tại vì mình chỉ ăn sáng, ăn trưa, ăn tối. Xong rồi mình sợ in between mình đói phải không? Nè, rượu nè. Rượu này chưa khui, rượu nó khui rồi. Watermelon. Ổi nè bà con. Cotterly là phải ăn ổi phải không? Sự thật ổi này không phải ổi. Ổi của ai mà ổi của thằng em tôi nó trồng á. Nevermind, đây nè, quả ổi nè. Chắc mình nó không có khác gì mấy ổi khác. Còn mấy này là mua ở grocery store phải không? Nất đó. Và đây I am in my glory. 52 tuổi, glory man. Căng bụng không nào? Có chút bụng, ok. Các kiểu lính. Cái này đại khái là vlog cho chính mình nữa, chứ chẳng có ai về hèm vô coi tôi, cho nên tôi sẽ bỏ lên YouTube, maybe Facebook, mà chắc chắn là phải bỏ lên YouTube rồi đâu. View, mở cửa ra là thấy bốt dân giàu nó sống. Different life lần. Okay, bye bye everybody. Thank you for watching, bye bye. Subscribe and make a comment. I love comment even if you yell or cuss at me. I love it. Bye.